Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Xạ đen từ lâu đã được biết đến là một trong những vị thuốc dân gian có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan hiệu quả. Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 103 đã phát hiện cây xạ đen còn có công dụng ức chế sự phát triển của khối u ác tính trong cơ thể người bệnh. Từ đây, cây xạ đen chính thức được công nhận là một trong không nhiều những vị thuốc nam có tác dụng điều trị hỗ trợ bệnh nhân ung thư gan. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng, với tác dụng ức chế sự phát triển của khối u ác tính, cây xạ đen chỉ có tác dụng hỗ trợ trong điều trị ung thư, chứ hoàn toàn không phải là phương thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh này. Cây xạ đen có tên khoa học là Celatrus hirsutus, hay còn được gọi là cây bách giải, cây đồng chiều, bạch vạn hoa, cây dây gối, quả nâu, mọc tự nhiên trong rừng. Cây được trồng chủ yếu ở các tỉnh Hà Nam, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hòa Bình, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn Quốc gia Ba Vì, Thừa Thiên Huế và Gia Lai. Theo Đông y, thì cây xạ đen có vị đắng chát, tính hàn, có tác dụng hữu hiệu trong điều trị mụn nhọt, ung thủng, tiêu viêm, giải độc, giảm tiết dịch trong xơ gan cổ trướng và đặc biệt trong chữa trị ung thư. Nghiên cứu của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện 103 cho thấy xạ đen có chứa các hoạt chất quý trong hỗ trợ điều trị ung thư như flavonoid, có tác dụng chống oxy hóa, có tác dụng phòng chống ung thư. Bởi vậy, xạ đen có tác dụng tiêu viêm giải độc, mát gan, ăn ngủ tốt, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, hỗ trợ điều trị ung thư cũng như hạn chế sự phát triển của các khối u. Để tăng cường sức khỏe, phòng tránh bệnh tật và ngăn ngừa bệnh ung thư, quý vị và các đồng chí lấy 70g lá và thân cây xạ đen sắc với 1 lít nước và uống trong ngày. Lưu ý, nên sử dụng siêu đất sắc thuốc để phát huy hết tác dụng của thuốc. Đối với phụ nữ mang thai dùng loại cây này chữa viêm gan thì nên thận trọng. Cách tốt nhất là nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Khi sử dụng thuốc từ cây xạ đen chữa viêm gan thì nên tránh ăn rau muống vì sẽ làm mất tác dụng của thuốc. Các nghiên cứu khoa học công nhận tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư gan của loại cây này. Tuy nhiên, người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi sử dụng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.